Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau tiếp tục với cái sticker được cái gì. Chưa thì đổi giáo thì like, share, đăng ký nha. Ok, quân ơi, để mình bật ISO update lên phát đây. Nâng cấp nhưng mà không nâng cái gì hết mà vẫn xanh chín này. Ok chưa, sao nhạc to thế. Được rồi, quân ơi. Đâu, xem nào. Tắt nhạc đi, không nhập bản quyền mất anh em ơi. Đây là một bàn mà, Nice. Đây rồi anh em ơi. Đây là một mẹo rất là hữu ích cho những anh em nào chơi những cái bàn zombie những này nhá. Hay dùng skin hay dùng skin gì đấy, mình quên mất rồi. Ôi, mình cũng có skin đấy, mình không có mặc vào anh em ơi. Skin hoang dại, đúng rồi. Mình méo có mặc vào, không sao. Bọn này có chất độc này, có zombie thường này. Vậy anh em biết gì đấy. Lấy độc trị độc. Đây. Nào, hãy ra đi con pet của ta. Đâu rồi? Ơ. What the hell con ơi, đâu rồi? Đây rồi, chính là nó con ơi. Mình sẽ gọi ra 4 con zombie titan để xem liệu 4 con zombie titan có làm ăn được cái gì không em nhá. Ok chưa. Titan zombie được cái rất trâu, mỗi tội khá là phế. Anh em nhìn cái sát thương của nó kìa. Là anh em hiểu vấn đề luôn chứ đúng không? Mà đúng là chỉ là cái to xác. Không thật chứ sao. To xác nhưng mà đông thì vẫn khỏe. Được chưa? To xác nhưng mà đông là vẫn khỏe chán. Mình sẽ kích động con này bằng cách là mình dùng một con cung em nhá. Mình sẽ sử dụng con cung này mình lên mình bắn bọn kia để kích động bọn kia lên chứ chờ cái bọn zombie titan này nó đi đến bọn kia chắc mãn kiếp mất. Ôi gần tới luôn kìa. Không tới được. Đây, góc này chắc chắn là tới. Ok. Đây giờ chắc chắn là tới. Chuẩn rồi. Rồi mình kích động được bọn zombie lên rồi. Để xem nhậu đội quân zombie titan của mình có ăn được không em nhá. Đòi solo kill. Tiêu diệt hết zombie kia nó đi. Đúng rồi. Thằng cấp ok lên. What the hell. Đừng nói đông như thế này mà lại không ăn được nhá. Đông như thế này mà không ăn được thì hơi kỳ anh em ơi. Tăng tốc độ ít người đây em. Ít người tốc độ đây. Và bọn này nó cắn như rùa. Không thật. Nhờ thằng cuối cùng chết 5-6 con luôn. Quá là ảo giác con ơi. Quá là ảo giác. Thật sự là quá là ảo giác luôn. Mình nhận được một cái dương mới kìa. Đây con medic này đúng không? Không. Tháng 8 năm 2024. Nhờ tháng 9 rồi. Mình chưa có cập nhật game anh em ơi. Mùng 5 rồi nào. Death Sandstone, mình sẽ thử hoàn thành hết cái đống này. Xem thế nào. Về sau. Wow, mình đã chơi full nhiệm vụ. What the hell. Sao bà này nó méo có cái gì ta. Zombie đi ra. Ok. Mình sẽ chọn thử cái bàn nào đó ngẫu nhiên anh em nhé. Bàn 22 xem nào. Mình chưa thử bàn 22 bao giờ. Bàn 22 là kẻ địch rất là yếu. Bàn 105 đi. Bàn 108 đi. Yo, bàn 108 lại gọi danh bạn đấy rồi. Bàn 560 đi. Chưa có 560 đâu. Chưa có thật anh em ơi. Bàn 112. Bàn 113. Gọi cho cảnh sát anh em ơi. Hóa ra là thế sao lại chưa được nâng cấp mắc thế này. Hảo ma Lazada Australia thật chứ. Không có cái bàn gì đặc biệt cả anh em ơi. Mọi thứ đều là bình thường thôi. Không sao đây, có thể chúng ta sẽ chơi nhanh bắn này đi anh em nhé. Bắn này nó không gì đặc biệt cả. Bắn này nó méo không đặc biệt thế thôi. Đòi solo kill. Ôi bọn này yếu vậy. Đây là bọn này yếu hay là do bọn khổng lồ thì mình mạnh anh em nhỉ. Đâu đây bọn này. Yo. Đây chỉ là một con titan khác của con này em ơi.
Đây rồi, gặp kỳ phùng địch thú anh em ơi. Quái vật zombie titan cực khỏe cực trâu. Tanh những đứa titan anh em ơi. Ok. Nhưng mà thì vạn vật thua sấm sét thôi anh em. Đấy. Vạn vật thua sấm sét thôi anh em ơi. Đây một phát là con này tí thì quy tiên luôn anh em. Chắc chắn như vậy rồi. Một phát bay nửa cây. Đây cho nào làm phát 12.000 máu, trâu ngang một con da mót ăn phát 6.000 máu, còn 6.000 máu giờ trâu chỉ bằng một con giờ. Quá là ghê gớm, quá là ghê gớm luôn con ơi. Đấy, bạn vật chưa hứng chết mà bạn. Ok chưa. Ok ok. What the hell, what the hell. Đấy trời ơi, nhờ sức mạnh tối thượng của sấm sét mà con rắn tơ kia giờ chỉ thành con bóng hát cho mình đấm. Anh em thấy chưa, mình bảo rồi, vạn vật vừa sấm sét mà. Tiếp theo sẽ là 401 Gold Rush Classic. Ê, nãy mình chưa bàn nào ta. Không sao đây, chơi bản 4.1 đi. Ê, mình xem thừa bản áo còn bản 4.11, 4.13. Mấy bản trên này mình chưa chơi này. Áo thật, chơi hết luôn anh em. Cái gì, nhà vua, đánh với nhà vua anh em. Ok, ok. Đánh với nhà vua thì mình biết rồi. Alo, nhà vua tin mình mà. Ồ, tại sao phải làm thần khi ta có thể làm mua? Tại sao phải làm thần khi ta có thể làm mua? Ok, chơi anh em ơi. Đây. Tại sao phải làm thần khi ta có thể làm vua? Ok ok, tăng tốc độ. Ui ui, cái này nhá, kiểu tăng cấp độ dần dần anh em nhớ để ý này này, 20 này. 10 này. Máy rung nha, máy rung 35 nhá. Ừ. 35 nếu bạn nào để ý kỹ ở cái đầu của cái cây này vẫn dịch chuyển nhá. Bằng này lúc này thì nó di chuyển tốc độ dao động quá nhanh, lúc này gần như là không ấy rồi. Ta tự di chuyển lên luôn. Solo kill rồi, 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 solo kill. Nào mày tưởng anh mày là vua và anh em phế à? Không, vua flash rồi, solo kill. Vào đây bắn tao, vào đây bắn tao, vào đây bắn tao. Ô, mình hạ vua nó anh em ơi. Mình hiểu rồi. Cái bàn đấy là à, mày phải hạ vua kẻ địch. Ok ok. Rồi anh em ơi. Vãi thật chứ. Anh em nhìn kìa, các bạn đào vàng team mình không làm được gì luôn ạ. À. Áo ma thật. Đâu để xem đào vàng team mình với tốc độ cực nhanh thì có thể gọi là né chiêu. Né đây cho con này lên né chiêu anh em. Đây. Cho con này. Đang định mà cho con này né chiêu. Ok chưa. Mấy con zombie. Mấy con zombie em ơi. Đây, nhiệm vụ chúng ta là phải tiêu diệt được vua của nó anh em nhé. Không phải là chứ méo khỏe đánh nhau anh em ạ. Quá là nhiệm vụ thật sự chúng ta là hạ vua kẻ địch. Đây, lúc này vua kẻ địch sẽ xuất hiện. Ok chưa. Đây, bây giờ mình thử anh em nhá. Mình thử này, bật hết mấy cái này lên cho vua đi bạn cúc luôn. Bật hết lên cho vua đi bạn cúc bởi vì xem xét cái để xem liệu nó tính không. Thực ra thì vẫn là cúc luôn nhưng mà để xem nó có ăn cũng thua không được tính không. Ui, vua này 2k máu cả. Châu gớm anh em ạ. Mình nghĩ là trò đấy anh em. Xem xét phát nữa này. Vừa tên này, ông vua này Nhân này. Ông vua này trâu gớm anh em ạ. Anh em nhìn mình dùng mưa tên này. Ông này hào quang nhưng mà chính sao mưa mãi không trúng. Đấy, mưa có trúng đâu, toàn là bọn này bọn trong thành nó bắn anh em ạ. Thôi, dùng laser kết liễu. Laser kết liễu anh em ơi. Được rồi, còn về 411 này. Ok. Ok chưa.
Đâu rồi, đâu rồi? Tưng tưng, tưng tưng, tưng tưng. Được rồi anh em ơi, được rồi anh em ơi. Ai ạ, bọn này chơi giáo điện anh em ơi. Ok. Giáo điện thì đây. Ê, bây giờ mình... Ui, em nhìn bọn cung này. Nào, cho đánh Ờ, lên, thế lên à? đánh nhá. Quay 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 quay. Nếu không biết là bọn này, nó né chiêu anh em. Đi phụ lệ, ờ, thế Quay à? quay. Kẻ địch làm sao có thể ngờ được rằng là nó có thể chạy nhanh và ao Đi nhây, phụ lệ, ờ, thế à? ao nhây anh em ơi, ao nhây. Anh em bây giờ đây là vấn đề kỹ năng, anh em gà anh em không 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 chỉnh những con này tốc độ cực nhanh thôi. Đấy. Né Đi phụ lệ, chiêu, né ờ, chiêu. thế à? Đi phụ Né lệ, chiêu. ờ, thế à? Né Đi chiêu, phụ lệ, ờ, thế à? ok chưa? Đi phụ lệ, Quá ờ, là thế ghê à? gớm. Đi phụ Ôi, lệ, nó ờ, thế bắn à? mình lao tới đường đặng nó mà. Đi phụ lệ, Né ờ, thế này, à? lên bắn tiếp anh em mình ơi. Đi Quá phụ là lệ, ghê gớm. ờ, thế Được. à? Nó Đi bắn gần phụ lệ, chạm tới là mình né ờ, thế luôn. à? Đấy, gần chạm tới mình né luôn này. Đi phụ lệ, Xôi ôi. ờ, thế à? Làm gì cơ, làm gì cơ, làm gì cơ, Đi làm phụ gì lệ, cơ. ờ, thế à? Quá là ao nhây, quá Đi là phụ ao nhây. lệ, Một, hai, ba, bốn, thêm bốn con ờ, đấy thế anh em nhé. à? Đi phụ lệ, ờ, thế à? Đi phụ lệ, Khoan, ờ, thế à? sao bọn cung đấy lại có máu? Sao bọn này nó lại hiển Đi thị phụ máu lệ, anh em? ờ, thế à? Khoan, sao cái bọn cung thủ thành nó lại hiển thị máu nhở? Đi phụ lệ, Này anh em, ờ, thế à? sao cung Đi thủ phụ thành lại lệ, hiển thị máu ờ, thế vậy? à? Đi phụ lệ, Này, độc lạ bình minh à? Ma sao bọn cung thủ thành lại hiển thị máu anh ờ, em? thế Áo à? ma Lazada thật chứ này. Đây cho anh em xem. Này nó hiển thị máu này. Đi phụ lệ, Này còn có ờ, nội thế tại à? sấm sét luôn, đúng là áo giáp thật Đi phụ chứ. lệ, ờ, thế à? Nhưng mà không thành vấn đề với sức Đi mạnh phụ lệ, của mẹ ờ, gọi thế à? là. Đi phụ lệ, Ôi, bốc hơi một cháu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con. Đấy, cho đủ rồi. ờ, thế à? Đấm được một phát, hai phát. Úi sợ, bán đi luôn, bán đi. Đi phụ lệ, Né, ờ, không thế kịp à? rồi. Không sao, không sao anh Đi em ơi. phụ lệ, ờ, thế à? Đi phụ lệ, Nhờ, ờ, thế đòi à? solo kill, đòi solo kill. Tên chạm trước mặt rồi Đi mới phụ lệ, né, tên chạm trước ờ, mặt thế rồi mới né à? anh em ơi. Đi phụ lệ, Hóa ra nó có bot vô cắt tích em ơi. ờ, thế à? Sao phải làm thân các thể mua đây rồi đến lúc công rồi anh em. Bắn mạnh lên, bắn mạnh lên, đúng rồi bắn mạnh lên. Mày gọi vào đây, mày gọi vào đây. Ôi con này nó khiếp, nó cũng chả dám lên luôn anh em ơi. Gà vừa rồi. Ôi này cho một cung vàng ra bắn. Ôi con này trâu thế. Con này trâu gớm anh em. Làm một set xem nào. Giờ set đáng bao nhiêu đam anh em. Cái set tốt nhất này là kiểu khi mà chúng nó đang đầy máu anh em nhá. Khi nào mà chúng nó đang đầy máu thì anh em sẽ dùng set, chứ không là nó khá là yếu anh em ạ. Được rồi anh em ơi. Ok chưa. What the hell, what the hell? 397 này. Nhập ngay gọi này. Ok. Ui, mấy con đào vàng. Ui ôi. Thật là tội nghiệp mấy con đào vàng. Mãi không đào được cục vàng của nó anh em ơi. Đây bây giờ mình thử tua nhanh game lên nhá. Xem thế nào. Ok, về sau, về lâu, về dài thì bọn này nó vẫn. À vậy là tua nhanh game là tốc độ gấp 10 lần của nó. Đây đây mình cho cung ra nhá. PBD triple. Bàn này bàn nào đây anh em? Bàn này anh em triệu hồi ra ra được một con. Bàn này anh em triệu hồi ra cung vàng. Anh em triệu hồi ra giáo vàng. Không cần dùng triệu hồi, bạn nằm nghèo thì có thể vào đây mà nghịch. Yo, mình đã có thể cho ra giáo vàng, cung vàng, cung vào đấy luôn anh em ơi. Đây bàn bao nhiêu đây? Thôi để mình win hai thứ anh em ơi. Ui sao? Cái bàn này thì nó cứ phải gọi là đơn giản. Phải gọi là đơn giản luôn anh em ơi. Ui, bạn nào mà nghèo cũng tiền nghịch giáo vàng, cung vàng, cái này vào đây mà nghịch em nhé. Nó cứ phải gọi là đơn giản luôn. Nhưng mà sao bàn này dễ thế nhỉ? Ờ, thế Kỳ à? cục thật.
đáng lẽ là phải khó chứ. Quá là phê, bạn nào mới có thể vào đây nghịch đấy. Thay vì là phải dùng 300 kim cương đúng rồi, cần dùng 300 kim cương là được rồi anh em ạ. Ok chưa. Rồi bọn này hạ xuống đi, mình còn xem bàn cho anh em chơi chứ nhỉ. Ok chưa. Hựa 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 hựa. Sao lạ thế nhờ? Lạ thế nhờ? To 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 to. Tưng 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 tưng. Ok, bọn anh thôi chắc như bọn này tí nhỉ. Thôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.